Chị gái ơi, Vạn Tuế bây giờ nhà em có loại này nhá chị nhá. Chậu nhựa vận chuyển thoải mái, hai nữa nó là một cái bụi mà nó là các cái củ mà kiểu dạng như là nó là một bụi chứ không phải là hàng ghép từng từng thợ củ từng củ vào đâu. Nó là một bụi như này. Đấy chị ưng thì để em gửi chính xác cái bụi này cho chị. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu Vạn Tuế mà hàng ghép bụi, hàng hàng kiểu dạng như là một búi một bụi các cái củ to củ nhỏ như này. Đấy. Thì vui lòng alo ạ, 0977973535 ạ. Đây ạ, đây còn một cái mẫu nữa thôi ạ. Cây của nó sẽ như này. Đấy. Cây rất khỏe, rất đẹp luôn ạ. Chiều cao mà từ mặt chậu lên đến ngọn thì nó khoảng tầm 70 cm ạ. Cây đẹp lắm ạ. 0977973535 bạn nhé. Cảm ơn bạn nhiều ạ.